Rồi hello anh em nha. Lên cho anh em cùng máy Shooting Girl 120 cốt 1, máy rã xe Thái về nha anh em. Chưa xài Việt Nam, tình trạng chắc máy zin đẹp như hình nha. Cái máy này đang lồng cốt 1, ba anh em là lồng cái đẹp không lấp nha. Mình bán bao zin, bao đúng máy Shooting Girl 120. Anh em về lấy đồ qua bỏ vô xì bo. Xe chia này kia nha anh em. Đó. Máy này máy 120 nha, đúng máy 120. Đó. Lồng là bao anh em là đúng cốt 1. Đó, lồng đẹp cái không lấp, tình trạng như hình, lốc sơn zin, tinh gơ lốc vàng nha. Máy này vận chuyển về do nó bị cắn nên nó gãy cốt vô đạp này, nhưng mà này không quan trọng nha anh em ơi, quan trọng là đầu lồng dên nè ha. Đó thì cái máy này chắc đẹp như hình, bao gồm cục máy, nắp cá, bình xăng con. Mình bán ở bao zin không đầy đồ, cốt nhông tải là đẹp nha anh em. Đó. Full như hình ha. Mình bán cái máy, mình bán nè, cái máy này giá là 6.3 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Máy Shootinger 120 nòng cốt 1. Đó, bán bao zin không đầy đồ ha. Anh em cần xài alo mình.